Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán thêm một vụ ngôn nữa, vì người đã đến gần Jerusalem mà dân chúng lại cứ tưởng là nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy người phán rằng có một người quý tộc kia đi phương xa để được phong dương rồi trở về. Ông cho gọi mười người đầy tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng hãy làm lợi cho đến khi ta trở về. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi được phong dương rồi ông trở về cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu người thứ nhất đến và thưa tâu vua nén bạc của vua tôi đã xin lợi được mười nén nhà vua bảo được hỡi người tôi tớ Tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa: Tâu vua, nén bạc của vua đã xin lợi được năm nén. Nhà vua đáp: Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành. Người thứ ba đến thưa: Tâu vua, đây nén bạc của vua tôi còn giữ trong khăn vì tôi sợ ngài ngài là người hà khắc và lấy cái ngài không gửi gặt cái ngài không gieo vua phản rằng hỡi đầy tớ bất lương ta cứ lời ngươi mà xét xử ngươi đã biết ta là người hà khắc lấy cái ta không gửi gặt cái ta không gieo sao ngươi không đem bạc ta ở ngân hàng để rồi khi ta trở về ta có thể lấy cả vốn lẫn lời vua liền bảo những người đứng đó rằng hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén họ tâu rằng tâu vua người ấy đã có mười nén rồi vua đáp ta nói cùng các ngươi ai có sẽ cho thêm và người đó sẽ được dư dật còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta." Nói thế rồi, Chúa liền dẫn họ lên Jerusalem. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. thương bạn chị em hôm nay chúng ta mừng kính thánh nữ Elizabeth Hungary điều trước tiên là chúng ta cần phân biệt ngài với hai thánh nữ cũng mang tên Elizabeth thánh nữ trước tiên mang tên Elizabeth là bà Elizabeth mà chúng ta hay gọi là bà Isabel, được Thánh Kinh nhắc tới là người chị họ với Đức Maria là mẹ của Doan Tẩy Giả. Vị Thánh Nữ thứ hai chúng ta cần phân biệt đó là Thánh Nữ Elizabeth Bồ Đào Nha là người cháu của Thánh Nữ Elizabeth Hungary và chúng ta kính nhớ vị Thánh này vào ngày 4 tháng 7 hàng năm. Thánh mà chúng ta kính nhớ ngày hôm nay là Thánh Elizabeth Hungary. Trước tiên chúng ta nhìn đến cuộc đời của thánh nữ. Thương bạn chị em, khi nhìn đến cuộc đời của thánh nữ, chúng ta có thể thấy ngài là một vị thánh có trái tim nhân ái, đặc biệt là yêu thương và phục vụ người nghèo. Ngài sinh vào năm 1207 là con gái của vua Andre II nước Hungary. Năm 14 tuổi thì Ngài kết hôn với Thái tử Louis Thuringia của nước Đức. Thương bạn chị em, ở trong địa vị quyền quý như vậy, thay vì ngài sống một cuộc sống xa qua nhàn hạ nhưng không ngài không sống như vậy mà ngài chọn một nếp sống theo gương các tu sĩ dòng Phan Cô đó là siêng năng cầu nguyện sốt sắng hy sinh hãm mình và nhiệt thành phục vụ những người nghèo sống tốt lành như vậy đáng lẽ phải gặp những điều mai lành trong cuộc sống Nhưng không Dù rằng sống tốt lành Nhưng thánh nữ cũng không tránh khỏi Những cái thử thách trong cuộc sống hàng ngày Thương bạn chị em Lấy chồng được 6 năm Có được ba đứa con trai Đáng lý ra hạnh phúc lắm Nhưng mà đùng một cái thánh nữ nhận được tin dữ Chồng của mình đi chiến trinh và đã tử nạn trong cuộc chiến mang tên là thập tự chinh đấu với lại các nước hồi giáo để gìn giữ biên cương của các nước âu châu và trong cuộc chiến đó chồng của ngài đã qua đời tử nạn nhận được tin dữ như vậy vẫn chưa đủ ngài bị gia đình bên chồng từ đó Hát hủi cho rằng ngài đã sử dụng quan phí tiền của hoàng gia vì vậy mà côi rẻ ngài hắc hủi ngài và cuối cùng là đã đẩy ngài ra khỏi hoàng cung để rồi ngài cùng với những đứa con thơ dại phải sống tạm trong một cái chuồng ngựa và chính ngài hàng ngày phải đi xin để rồi có thức ăn đem về nuôi các con của mình thương bạn chị em về sau thì ngài được phục hồi địa vị nhưng mà rồi phục hồi địa vị trở về hoàng cung ngài không sống cuộc sống giàu sang mà ngài chọn cuộc sống giản dị khó nghèo bằng việc ở trong một căn nhà nhỏ gần tu viện của dòng francisco ngài để cho con của mình vào sống trong hoàng cung còn ngài ra sống một trong một cái căn nhà nhỏ gần tu viện của các thầy dòng francisco và rồi ngài xin gia nhập vào dòng ba của các thầy dòng francisco để rồi ngài sống cái nếp sống thanh bần cầu nguyện và nhất là phục vụ cho những bệnh nhân trong một bệnh viện do chính ngài thiết lập. Và thương bạn chị em, chính vì sự nhiệt thành phục vụ các bệnh nhân mà sức khỏe của ngài hao mòn và ngài bị nhiễm bệnh và qua đời ở cái tuổi mới chỉ 24 mà thôi. Thương bạn chị em với hương thơm nhân đức lẫy lừng như vậy ngài đã được đức giáo hoàng Gregorio thứ chín tuyên phong lên bậc hiển thánh chỉ sau bốn năm khi ngài qua đời như vậy thương bạn chị em nhìn qua tiểu sử cuộc đời của thánh nữ Elizabeth Hungary chúng ta thấy được rằng ngài đã nhận ra Chúa Giêsu Kitô nơi người anh em của mình và khi đã nhận ra Chúa Kitô nơi người anh em của mình, Ngài đã bỏ ra tất cả sức lực, tất cả những gì mình có từ của cải vật chất cho tới sức lực tinh thần của mình để phục vụ những người nghèo là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô. Và chính vì yêu mến Chúa Giêsu Kitô cho nên Ngài chẳng quản ngại Dù cho mình bị hao mòn sức lực Dù cho mình phải nhiễm bệnh Hay là dù cho mình phải tốn hao tài sản dân dân Ngài cũng không quản ngại Và Ngài vui lòng phục vụ Đó là mẫu gương cho mỗi người chúng ta và chính vì nhiệt thành phục vụ người nghèo, phục vụ Chúa Kitô nơi những người khó khăn, mà chúng ta có thể dành cho Ngài một danh xưng rất là xứng đáng với tên gọi một vị hoàng hậu chuyên phục vụ người nghèo. Thương bạn chị em, với nếp sống gương mẫu như vậy, Ngài xứng đáng trở nên mẫu gương cho mỗi người chúng ta để mà chúng ta soi chiếu coi mình có sống như thánh nữ yêu thương phục vụ người nghèo hay không chúng ta là những người sống không chỉ sống một mình mà chúng ta sống cùng sống với người khác cho nên chúng ta không chỉ lo cho mình mà mỗi người chúng ta phải biết lo cho người khác nữa trong thời đại ngày nay và nhất là trong cái thời gian dịch bệnh này vẫn có nhiều và rất nhiều những bệnh nhân rất nhiều những người rơi vào cảnh bần cùng chúng ta có nhìn thấy và chúng ta có ra tay giúp đỡ những người như vậy hay không lời chúa ngày hôm nay nói với chúng ta vào ngày cuối cùng chúa sẽ xét xử và bắt chúng ta phải trả lời về những gì mà chúa đã trao phó cho chúng ta coi chúng ta có xin lời hay không. Mỗi người chúng ta phải làm xin lời những gì Chúa trao ban cho chúng ta. Không chỉ là khả năng mà còn là tất cả những gì chúng ta có. Chúng ta biết sử dụng để xin lời hay không. Mà xin lời là gì? Nếu không phải là chúng ta dùng những gì Chúa ban cho chúng ta để chúng ta đổi và mang về những đồng tiền yêu thương đó là những đồng tiền xin lời Mà Chúa muốn chúng ta phải có Trong ngày Chúa đến gặp chúng ta Xin Chúa nhờ lời cầu bầu Của Thánh nữ Elizabeth chuyển cầu Xin cho chúng ta có được lòng yêu mến Và khả năng phục vụ những người đang gặp phải những cái khó khăn thử thách trong cuộc sống hàng ngày. AMEN